Anh chết rồi. Oh no no. Nước lên kia. Buông tao ra, nó cho đi. Nước lên rồi. Oh my god, đứng đâu rồi. Ok. Ok. Bây giờ mới chơi được game này. Cả ngày hôm qua hôm kia không chơi được game này. Hay là bếp này mới mua tay nghe. Go 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 go. Nút nhảy là nút cách đấy. Đừng có đứng về một bên, chia về hai bên rồi đứng. Oh my god, mấy thằng ngu đứng dưới kia. Té hết. Chỉ có 35 thằng được vào vòng trong thôi anh Thắng. Nhiều. Hai anh em dựng về đích vật nhau cái quất này hả? Con không cho em đi này anh Thắng ơi. 3-4 đang ôm em này anh Thắng ơi. Anh đâu rồi? Đây này nó đang ôm em màu vàng này. Nó ôm anh à? Hello. Còn một đám đang chạy đằng sau kìa. Chết mẹ nó. Chó. Mình anh về đích chưa? Chưa. Vãi cứt, còn 35 này kìa, 35 slot kìa, không đủ 35 slot nó bị loại đấy. Đây, đang đi đây, đang cố đây. Bịt mày anh chó. À em thấy rồi, em thấy cái mũi tên rồi, chạy lên đi, chạy lên đi. Đúng rồi, cố lên, chạy về đích luôn đi, chạy về đích luôn đi, chạy về đích luôn. Oh my god. Ê, cái chế độ này khó này, dễ thua này. Đưa bóng về team mình đi Thắng. Đẩy với cái bóng về về bên đội nhà mình ấy. Fucking hell. Đẩy về trong sân nhà mình ấy. Rồi, đẩy rồi, đẩy rồi. Thằng màu vàng không có đá bóng hết kìa. Đúng rồi, đưa hết về góc đi. Giữ bóng đừng có cho nó mang về. Ôi, cứt rồi, hai đội hai anh em bị loại hết. Tin mẹ con chó bà này. Đồ quá mày. 10 giây kìa, 10 giây. Đây đây đây. Đẩy về đi. Hay. Oh my god, quả đâu mà nó bên này có bên này nghe mình ăn kích. Tìm ra hai đội lên. Woo, em đang dẫn đầu đấy. Shit. Được có 14 thằng về đích rồi đấy. Ít có được. À. Anh sắp về đích rồi. Em là người sau lưng anh này. Rồi xong chắc em thấy chuyến này xanh cỏ mẹ rồi. Má trứng một phát là đủ, trứng một tàn luôn. Ờ. Ủa, tôi chết rồi. 14 thằng chắc không có em trong này rồi. Nhanh. Oh my god, còn có 4 thằng à. Hết slot mẹ rồi. Còn 2 thằng thôi. À. Nhanh. Buồn. Đứa là cái bình gà đấy. Yo. Đó, anh thấy không? Nó mở cửa cho mình chạy thôi. Mình ngu gì mình chạy trước. Đó, có mấy thằng ngu kia nó chạy sai đường kìa. Anh đâu rồi? Đây. Để chạy trước đi, để chạy trước đi. Đó, mình cứ đi sau thôi, anh hiểu không? À, phải lắm. Đẩy nhau đủ có té rồi. Đẩy nhau té. Đẩy treo ra. Let's go. Lồn cho lồn kia sao đây.
cái này đi. Đừng có rớt xuống là được. Em rồi sau lưng anh này. Trước mặt rồi mọi người. À, em rớt rồi. Rồi. Nó bóp trái này nghe chưa? Mẹ nó tẩy cây lại rồi. Em rồi sau lưng anh đây, em thấy cái mũi tên của anh rồi. Đi đi, cái trò lồn này đi trước rồi. Đây này em ở bên cạnh cái này, thấy em không? Mũi tên màu vàng này, coi chừng mấy quả bóng. Này lắp mày thật. Chạy đi. Em ở ngay cho lưng anh rồi. Về đích kìa. Qualify có 18 kìa, phải lộ 18 người à, ok. Màn trái cây đó. Phải không? Ồ, màn này chán lắm. Em toàn thua màn này. Màn này RNG của mẹ được. Mày ngu quá trời. Má trúng một trái cây thôi là một gì vậy? Em về đích rồi, em về đích rồi, em về đích rồi. Hello? Hả? À. Thằng rồi. Ừ em đang đứng ở đây. Đâu. Chó này thả tao ra. Chán đâu. Sao phải đấy cả, sao phải đấy cả. Oh my god, đi đông quá. Anh chết à? Oh shit, tim buồn. Này chơi sai thắng. Ở boy kìa, fake die and biết cái nào fake die. Để bọn nó đi trước á. À. Rồi mà tìm đường đi tới đó kìa. Đó, đó, để bọn nó đi trước. Kì cò mẹ vãi lộ. Đó đây nè. Easy my friend. Qualify bao nhiêu? Qualify 4 là final đúng không? Final rồi. Full easy, full away when you stand alone kìa. Nghĩa là phải chạy hoài luôn kìa. Đứng một chỗ là nó sẽ rớt. Vậy chứ. Shit. No. Oh. Chạy hoài luôn, đúng rồi. Không chết. Trò này là ở lại lâu tu vãi luôn, nữa tù. Em, cái này thì biết là kia được đó, em không có bay ra. Oh my god. Cũng chết mẹ đi. Hả? Thằng nào phải ở lâu nhất là cái thắng mà. Rớt xuống, cùng với cùng là thua. Chết em rồi, em cứ rớt xuống thế này thì hỏng rồi. Còn mấy thằng ở trên đầu em đúng không? Rồi. Fucking hell, fucking hell, fucking hell. Ê, có một thằng rớt dưới này kìa, em thấy mấy thằng dưới này. Em vẫn đang ở trên. Em vẫn đang ở trên. Cho này chết mất làm. Chết mẹ. Nãy là còn 10 người đúng không? Thì bây giờ em đứng, tôi chết mẹ rồi. Em chết rồi. Em té một lúc 2 tầng luôn đi. Thằng này chết rồi. Thằng này chết. Từ lò này bên chơi đéo chết. Let's go. Rồi. Có mấy thằng đứng. Nè nhảy lên đây nè. Luôn. Tốn như chó. À. Oh mày, oh mày, mày, mày. Đúng quá, nó
giá. Sắp tên đây. Oh my god. À, em lên được rồi, mừng quá. À, lên xuống đấy rồi. Ủa anh về à? Không, anh chết rồi. Sao lại chết được? Nó bị đẩy xuống chết. Chết luôn à? Rồi chết rồi. Từ từ hồi sinh đồ này nọ chứ. Dạ. Má gì về ra đi quen ơi. À, no. Em sao cho mà đi trước. Chết đi mấy đứa. Hay lắm. Ha đây. Kỳ vậy. Đồ quá thốn chó. Quá thốn luôn nhưng mà là thốn. Thôi thôi đi nó về đi. Đừng có đẩy nhau. Đẩy nó đi, đẩy nó xuống. Em đang đẩy đây. Em đang đẩy nó đây. Easy mày mà đẩy. Em tưởng qua đây em té mày đây, may mà cái tay em chạm vào cái mặt. Ôi nó ai mà thốn. Tạch đi mày đi. Đến khúc đó đâu thằng nào dám nhảy đâu, đến lúc đó thằng nào cũng sợ ấy. Chờ lôi mình đẩy nhau được mà, hạ nhau được. Em watch me my friend, watch me top 1 đây. Thằng nào có đuôi đâu. Đuôi đâu rồi, đuôi kìa. Giật cái đuôi là bấm chuột tí chuột phải. Ờ, chuột trái luôn. Té rồi, có thằng nào cầm đuôi rồi. Kìa. Đó, nó kìa. Đừng có lấy đuôi sớm. Chỉ lấy gần hết giờ. Nhưng mà phải dí đeo chứ. Ờ, em dí đeo thôi. Bây giờ lấy là tụi nó dí em. What the fuck? 36 giây kìa. No. Mình bị chặt đầu nó mới được. Bắt lên nó. Đâu rồi? Bay xong rồi té để bằng nhau à? Bay người tới chọn nó thì coi có mấy giây rồi. Em lại bay có kịp deck không? Ái trời, có skin gì đây bè? Ra coi skin coi. Sợ kịp này. Oh my god, cái gì vậy? Oh my god, cái gì ghê vậy? Oh my god, em ở đây bị đồ sắt. Oh my god. Thảm sát. Bà đây. 036 mà. Ủa, tại sao lại có cái đường này? Ô mày đang kìa văng cái này kìa. Ha, mấy thằng ngu. No, please. Dung đã về đi. Tao nắm đuôi tao đấy. Tiếp con mẹ đó luôn. À đây thấy cái mặt chó anh rồi. Có một thằng màu đen sau lưng anh. Hay lắm. Cố lên đấy. Em đang thua. Anh thấy thì em thua mẹ rồi.
Rồi anh đâu? Round over. Chia buồn anh thắng. Xô nhau chết đây này. Thoát anh thắng. Thoát ra em chết rồi. Thoát ra nhanh. Không em chết thì anh đấy. Em cố tình đấy. Không em cố tình. Cái đoạn đó dễ chết lắm. Nãy anh chết. Thì em cố tình chết là để ra chơi với anh thôi. Anh không hiểu okay. Ừ. Lên đi chắc. Mày mẹ lên. Sao anh bỏ em? Chết cha đây. Nhây đây. Bây giờ bỏ lại phía sau rồi. Alo. Điệt mẹ nó phải rồi. Có đi chó. Phải đó bạn. Về đây đi, về đây đi. Đây. Easy my friend. Đúng tội của bồ câu luôn my friend. Không thắng kìa. Sự kiện nổi bật quá. Mình đâu? Mình giúp cái này. Oh my god. Wow, em thấy anh rồi. Lên đứng thắng em đứng chơi nè. Em đây nè. Đây em này. Let's go. Chạy về bên phải. Chạy về bên phải. Đừng có nhảy. Chạy thôi đừng có nhảy. Đây. Hay lắm. Em đây rồi. Let's go. Cái này trơn lắm. Trơn lắm. Let's go. Điệt mẹ ở đó dưới. Phải rồi. Đừng có té là chết đấy. Té không nói là chết luôn đấy. Thằng anh tôi chết rồi. Em đứng nhìn anh chết. Shit. Em nhìn cái nước nó dâng lên đây nghe không? Nhìn nước dâng lên anh chết một cách từ từ thảm vậy. Ô cái này nước dâng lên anh ạ. Nước dâng lên. Oh my god. Nước dâng lên nhanh và color luôn đấy. Hài mấy lồn. Mấy này có đứng ôm nhau đây nữa chứ. Hai thằng điên đi. Cái gì đây? Mình cần điên này. Đi, mày đi với tao, chó đây. Đi chết với tao con chó đây. Chết cùng anh tao đâu. Nước lên được kia. Buông tao ra con chó đây. Nước lên rồi. Oh my god, đứng đâu rồi. Con chó gà này đi con mực. Em nhả nó ra mà nó không nhả em ra. Thằng mất dậy. Chơi này bây giờ. Đồ quá, mà này dễ chết lắm á. Mà này dễ chết lắm á. Rớt xuống là chết. What? Chơi sao? Rồi boy được qua là sao? Đánh bức tường là sao? Không hiểu. Bức tường nó hiện ở đây nè. Hả? Hiện trên đây nè. Nó hiện bức tường tí nó hiện ra giờ. Đừng có rớt dưới là được. Nắm tay nhau vậy. Ô tương kìa, tương kìa. Là cái đồ yêu này. Ô né mấy con chó này, nó cứ nắm em. À, rồi xong, em có mùi em sắp đi rồi. Thôi chết em rồi. Ai thắng ơi! So far so good. Đi còn mực. Đi mẹ nó. À!
Thì có 19 thằng nữa đấy anh Thách. Hay lắm anh Thách. Ơ à. Hello. Hay lắm anh Thách, em thấy anh rồi. Anh kìa sau lưng em. Thằng nào đẹp đây? Hay, vừa vào một trái qua nhà bán luôn kìa con. Tôi bị phải lắm. Ơ, sao lại ra ngoài rồi? Cố lên Thách, em đang đẹp. Rồi, sao tự nhiên đẩy bóng về nhà mình rồi? Ê, thủ môn, thủ môn, thủ môn. Hay lắm thủ môn. Hay, hay lắm. Thôi chết anh ơi. Ừ. Ê, 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 ê. Đấy, anh ghi bàn, anh ghi bàn. Ghi bàn đi, ghi bàn đi, ghi bàn đi. Hay. Thôi chết rồi. Hay, 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 hay. Hay lắm. Tim vàng no hope, tim vàng no hope rồi. Phải đổ rau nè, giờ sao ta? Thì có ai biết màn gì đó, chưa biết màn gì nữa. Anh em mình dạy tốt hộp với nhau. Chưa biết có phải Final Round không ấy á. Chị cũng hơi ngại, chắc chắn là Final Round rồi. Ít hơn 10 đứa mà. Màn quê này khó lắm my friend. Lạy chúa. Mẹ nó khó vãi luôn. Ai mới đăng ký đấy, thank you my friend, fuck you. À em xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi. Ý là cảm ơn my friend, mình đã nhầm. Sao lại có thằng bắt nếp ở dưới này, nó phá phá đồ dưới này. Thôi chết rồi. Mấy thằng ngu này. Má, anh 7 trên 8 luôn, tí nữa thì đừng một con. Em đừng ở ngay xuống lưng anh. Đừng đi cột dừa bay mau đấy. Đi đừng vòng đi, đúng rồi. Đấy, thấy không, mấy thằng phăng kìa, thấy không. Chết luôn à hay sao? Không, không chết. Không chết luôn à? Thì tốt. Lại oh, chúa. Về đích à? Em chưa về đích. Đợi em ơi. Wait for me. Có thằng lồn màu vàng kìa. Gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Chờ tìm nữa kìa. Đặt trứng vào rổ. Đặt trứng vào rổ. Là lấy quả trứng để đặt vào đồ nó. Cục kích chấm con. Ủa có thằng nào vào nhà mình kìa? Thằng màu đỏ bất nét qua nhà mình kìa. Ờ, anh đang cướp nhà. Bọn nó cướp nhà mình kìa. Oh my god. Đứng cạnh. Chạy đâu. Chó đi. Không thằng nào mà bước ra được hết đấy. Thằng nào vào là không ra được. Đá lại đấy. Chó đi. Mày mày. Chết cổ quá. Mày hả nó đẹp thật.
đi đâu? Bạn đi đâu? Bạn nghĩ bạn đi đâu? Hả? Bạn nghĩ bạn đang đi đâu? Bạn nghĩ bạn đang đi đâu? Bạn nghĩ bạn đang đi đâu? Không cho nó ra, không cho bọn này ra. Mình 25 quả. Chỉ thằng nào vừa đá còn đứng bay lên kia kìa vậy. Ừ, trứng vàng kìa, trứng vàng. Trứng vàng ngon. Easy game, my friend. Team mình pro phép. Mấy màu đỏ qua màu vàng hay sao đó. Em bị rối quá à. Em biết cái gì hết, em nhớ vậy đó. À đây 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 đây. Thằng rớt kìa. Cái cuối cùng này khó này. Táo. Hoặc táo cam. Đây 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 đây. Ơ, à, tôi chết rồi. Lò đây có anh chó. À, lại chết mới. Bây giờ sao đây? Bây giờ thân này lấy lò đi. Ờ. Đù má, Eliminate 20 luôn kìa. Lò. Leo lên này được không? Có chân kia, có chân kia, có chân kia. Quá, 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 quá. Tao là nắm tao đấy. Nắm nắm tao con chó, nắm tao. Oh, no, 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 no. Sao bọn này sống dai đấy, chưa thấy nào chết đấy. Càng ngày càng khó, càng ngày càng khó. Chóng mặt mày cứt, chóng mặt mày cứt. Bọn này làm em té. Chết mày áo đi, đồ anh, má. Anh chết à? Oh no no. À cày vãi chứ. Cái gì đấy? Đuôi kìa. Ồ, fuck. Cái này em thua lần. Phải đi giật đuôi ấy. Ờ, đi giật đuôi đây. Giống như thằng Amaro Bulldog này. Em có đuôi rồi này, anh đi tìm Vinh. Em đi ẩn mình nhé. Em đi trốn này. Anh được cái đuôi nào chưa? Em được cái rồi nè. Đây đang lấy, đồ má nó cướp gì điên. The fuck, đấm không tỉnh luôn. Mấy con đuôi đứng với em đấy. Hai thằng màu xanh con đuôi đứng chung với em đấy. Hài hước mày. Mất nét này. 9 giây nữa kìa. Thì mình đang có cơ hội thắng. 5 giây. Đuôi, đi đi mẹ đó. Thì mình vẫn đang thắng 6 đuôi, 5 đuôi. Hai team bị loại. Yeah. Má tìm tiếp vậy. Push the ball à. Là sao? Đẩy trên anh, đẩy trên anh người đích kìa. Đẩy trước à? Phải cất cái này mới chơi lần đầu ấy. Mà, hai... vũ lắm à. Ở 21 chia 3 được rồi, 73, 31. Oh my god, let's go. Đẩy, 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 đẩy. Đẩy đi. Đẩy đi, đẩy đi. Có qua mấy phá mấy lồ nó được ta? Không biết. Có một thằng màu đỏ chạy lên phía trước kìa. Để làm rồi chị. Em biết. Có mùi này giống như anh nói ấy. Đừng có bên trái, đừng có bên phải, đừng có bên phải, đừng có bên phải, trái trái chứ. Jesus Christ. Nó chạy lên phía trước, nó chạy qua được. Ủa sao bóng bị lát à? Lên 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 lên. Lên đi. Mình đang nhấp. Mày kìa mất đét làm gì vậy? Ôi mày thằng mất đét làm gì vậy? Bứt nét. Bà mẹ thì bứt nét này. Không đẩy được. Không đẩy được. Xuống 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 xuống. Nhảy lên xuống. Đó, thằng vàng đâu, thằng vàng đâu?
mình ăn à à má đúng mất nét luôn đấy mà trò này nó cũng mất nét nữa chết thôi 14 thằng à thật chết à không lẽ lại chơi tổ ong tiếp giờ sao ta hay là em nhảy đúng. Thôi nói chung là sau này để lo đi nhá cho bây giờ anh em mình trò nào này rớt dưới cầm tầm 2-3 cái dưới cùng chạy bể hết cho tụi nó fucking hell no rồi luôn thế là lượm ơi dụng bông hoa giải chứ gì tầng cuối cùng mẹ làm ăn gì nữa đi to mẹ đó à em chết đầu tiên anh đâu chết mẹ rồi tối đi chó nó xách lồn tự lắp dưới luôn Game hay game fresh, game quá hay. Dung chưa not pro lắm, Dung sẽ pro ngày mai được này. Show them.